Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Winta, tin tức ngày 7 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Fan nóng độ mặn lầy dễ thương của Jack ở Running Man 2. Không làm người hâm mộ thất vọng, Jack đã chính thức trở lại với Running Man 2 Việt Nam mùa thứ 2. Thành viên thứ 9 này cũng đã chốt sổ đội hình của chương trình năm nay. Và được biết, sự xuất hiện của thành viên thứ 9 trong Running Man Việt Nam 2 là một sự chiều lòng người hâm mộ chương trình của nhà xuất bản. Để mời được Jack tham gia chương trình lần này, chương trình đã phải thuyết phục Jack tạm gác lại những kế hoạch âm nhạc cùng với mức cachet rất khủng nhằm mang lại yếu tố mới lạ, đặc sắc và hấp dẫn cho tất cả các fan của chương trình, chia sẻ trên trang của Running Man Việt Nam. Jack là thành viên nhỏ tuổi nhất đại diện cho thế hệ Gen X, trẻ trung, luôn bắt chen và chơi hết mình nên nhận được nhiều sự quan tâm yêu thích của khán giả. Tuy nhiên, anh chàng rất là hiếm khi xuất hiện trên các trang chương trình truyền hình của mình và không ngại tiết lộ những điểm yếu của mình như là sợ rắn, sợ độ cao, sợ nước và không biết bơi. Những thử thách rất là dễ gặp ở Running Man Việt Nam, nhưng Jack cho đây là cơ hội để quyết tâm phải vượt qua chính mình và bí quyết của anh là tùy cơ ứng biến. Trong khi đó, người hâm mộ thì đang chờ đợi nhiều điều bất ngờ từ Jack, trong đó có cả độ mặn, độ lầy và cả sự dễ thương của anh trong chương trình này. Và có khán giả nhắn nhủ, chơi đi Jack ơi, càng dơ càng tốt, đừng kiêng nể gì anh chị nào hết. Úc thì Úc, vô trận thì cứ sắp lá cà. Vì biết fan lo lắng cho mình nên Jack cũng đã gửi lời trấn an từ rất sớm. Cứ chơi thôi, cùng lắm là xỉu, mấy anh quay phim bưng vào, xỉu dậy chơi tiếp, đừng quá lo lắng nha. Và như vậy thì thành viên thứ 9 đã hoàn thành đội hình cách tinh của Running Man Việt Nam gồm là Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Karik Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân và Ngô Kiến Hy và Jack. Và Running Man Việt Nam mùa 2 dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 7 trên kênh truyền hình HTV7. Và đó là thông tin ngày 7 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bớt thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ. Tạm biệt anh em.